Hướng đến kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, nhiều hoạt động ý nghĩa thể hiện lòng tri ân các anh hùng dân tộc đã được nhiều địa phương trong tỉnh long trọng tổ chức. Hôm qua, nhân sự kiện trọng đại này kết hợp chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Định Quán lần 3 năm 2019, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Định Quán cùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại biểu các dân tộc thiểu số và đông đảo cán bộ, công nhân viên chức đã tổ chức đoàn đến viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện. Đoàn đã dâng tràng hoa mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ lên đài Tổ quốc ghi công, kính cẩn nghiêng mình và thắp những nén hương thơm trước anh linh các anh hùng liệt sĩ. Qua đó, tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc ấm no của nhân dân. Trong không khí trang nghiêm, thành kính trước vong linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện xứng đáng với sự hy sinh cao quý của các anh, nguyện đoàn kết, quyết tâm, phấn đấu xây dựng quê hương Định Quán ngày càng giàu đẹp, văn minh.